Nên là em sẽ tặng chị một con bò. Em hy vọng là chị sẽ thay em chăm sóc cho con bò thật tốt nha. Và anh Lanh Linh ơi, thì sau khi mà em có đăng tải thông tin là sẽ đến đây á, thì em cũng có một số mạnh thường quân muốn gửi thêm để tặng quà cho hai đội còn lại. Rồi, dạ, em nói luôn đi. Có một mạnh thường quân tên Ngân sẽ gửi tặng cho gia đình giải nhì của chúng ta 2 triệu. Và một mạnh thường quân khác là ba mẹ em đã gửi 5 triệu cho gia đình giải ba. Em cũng xin phép là sẽ gửi tặng cho gia đình giải nhì là 2 triệu và gia đình giải ba là 3 triệu ạ. À. Rồi, 2 triệu nữa cho gia đình của Lê. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Đầu tiên là đội đang có thời gian cao nhất 4 phút 41 giây sẽ thuộc về đội của em Thịnh, em Lê hay là em Đạt. Chúc mừng đội về 3 nhận được 15 triệu đồng. Đó là đội của em Lê. Ông ơi, mình sẽ nhận được 15 triệu đồng đó. Bây giờ thì cảm xúc của mình như thế nào? Cảm xúc rất thấy vui. Dạ. 15 triệu đồng đó thì ông sẽ làm gì? Thì để lo cho cháu ăn học với gia đình đó. Dạ. Lê ơi, cảm nghĩ con thế nào con? Dạ con thấy rất là mừng. Con có một chút gì tiếc không? Dạ cũng không à. À cũng không hả? Dạ. Nhưng mà chú tiếc cho con 15 triệu đồng. Với hồi nãy là con cũng nhận được tình cảm của các mạnh thường quân ở đây là 16 triệu đúng không con? Dạ. 15 với 16 là 31. Đúng không? Dạ. 31. Chú nghe nói có cô Hoa, cô Thanh, chú Thành để tặng con thêm 9 triệu nữa là con có 40 triệu. Chú thay mặt cô Hoa, cô Thanh, chú Thành gì đó tặng con 9 triệu nữa cho nó tròn số luôn. Dạ. Rồi chúc mừng gia đình mình sẽ có 40 triệu nha Lê nha. Dạ. Con gái thấy vui không nè con? Dạ vui. Vui hả? Bây giờ thì 40 triệu đó ông của con sẽ có thể có một số tiền để lo đóng học phí cho mấy đứa nhỏ ông ha. Dạ. Rồi may quần áo mới cho nó. Được không con? Dạ được. À được, trời ơi nó trong veo rồi trời. Nó không có biết những cái khổ, những cái khó của ông nội. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội về nhất. Thời gian thấp nhất là 4 phút 13 giây. Đội về nhì 4 phút 36 giây. Hơn nhau là... hơn nhau 23 giây. Đó, 23 giây chúng ta sẽ có số con số thay đổi. Đội về nhất, chúc mừng. Em nhất trong ngày hôm nay, gia đình em Thịnh sẽ nhận được là 20 triệu đồng. À, Đạt đã khóc rồi, mẹ cũng khóc, con cũng khóc nữa. Sao là con khóc mà Đạt? Dạ, dạ con vui. Con vui quá. Còn chị sao chị? Dạ, em cũng vui. Buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Thôi bây giờ mình thay đổi đi ha. Hồi nãy mình khóc vì khó khăn nha. Bây giờ mình khóc vì chiến thắng. Chúc mừng chị ha. Còn Thịnh, mình thấy sao, mình có tiếc nuối gì không con? Dạ không ạ. Không hả? Con cũng đã cố gắng hết sức mình. Nhưng ở lần thứ hai đó, lúc mà thảy vòng á, thì Đạt may mắn hơn. Thời gian nó thấp hơn. Sao ông? Tốt. Ông thấy tốt hả? Dạ, 20 triệu này thì theo ông mình sẽ làm gì? Trước kia là cho ăn học rồi chăn nuôi thêm. À chăn nuôi thêm, mình nuôi gì không? Có gà. Nuôi gà. À nuôi gà thêm nữa ha. Dạ. Rồi chúc mừng ông nha. Dạ. Thật ra thì bây giờ mình nhìn bên đây một ông một cháu nè. Rồi mình nhìn cái đội về ba đó, một ông mà tới 3-4 cháu đó, thì mình cũng hạnh phúc hơn chút ông ha. Cũng khó khăn nhưng mà bên kia cũng khó khăn hơn.
mà người ta về ba cũng thấy tội không ha. Rồi như vậy là chúng ta đã có kết quả, nãy con nhận được nhiều tiền nữa, 16 triệu nữa. Dạ. 16 triệu nữa, như vậy là Thịnh cũng có được tổng số tiền là 36 triệu, đúng không? 36 triệu. Chú thay mặt cho một số mạnh thường quân tặng thêm 4 triệu nữa. Là con có nhiều 40 luôn. Ngon lành. Rồi 40 triệu đó là mình cũng có được số vốn không ha. Còn bây giờ thì đầu về nhất đã có một ước mơ là có tiền mua bò, đúng không? Nếu mua bò nhỏ nhỏ thì 5, 7 triệu, 10 triệu gì đó ha. Còn con Đạt, con có ước mơ gì? Dạ con có mua được đôi giày để con đi đá banh chung với các bạn. Ước mơ mua đôi giày mà cũng có nữa hả? Trời đất ơi, thôi giờ mình mua đôi giày cho mấy nhỏ đi. Dạ hồi nãy em có nghe nói là bạn Đạt thì thích chơi thể thao. Em thì em cũng có may mắn là em cũng có gắn bó với thể thao và nó đã giúp cho mình cái sự tích cực. Thì tính lát nói mà Đạt ơi, riêng chị sẽ tặng cho em một bộ đồ thể thao và một đôi giày thể thao để mà em có thể trau dồi cái thể chất cũng như là mang đến cái sự tích cực để mình cố gắng mỗi ngày em nha. Cái này chị sẽ tặng riêng cho em. Rồi, vậy là con có giày thể thao mà quần áo thể thao, mà nếu đồ hiệu là mắc lắm nha con. À, vậy là ngon rồi. Còn con bò kìa. Dạ. Dạ. Sau khi mà nghe chia sẻ của chị á, thật sự là em rất là xúc động, vì tại vì em cảm thấy là cuộc sống của em quá là may mắn đi. Em có gia đình hạnh phúc, có thể em gần như là em muốn gì đều em có thể được gia đình em cho em. Nhưng là hôm nay em muốn chia sẻ điều đó với chị nên là em sẽ tặng chị một con bò. Em hy vọng là chị sẽ thay em chăm sóc cho con bò thật tốt nha. Và anh Linh Linh ơi, thì sau khi mà em có đăng tải thông tin là sẽ đến đây á, thì em cũng có một số mạnh thường quân muốn gửi thêm để tặng quà cho hai đội còn lại. Rồi. Dạ. Có một mạnh thường quân tên Ngân sẽ gửi tặng cho gia đình giải nhì của chúng ta 2 triệu. Và một mạnh thường quân khác là ba mẹ em đã gửi 5 triệu cho gia đình giải ba. Em cũng xin phép là sẽ gửi tặng cho gia đình giải nhì là 2 triệu và gia đình giải ba là 3 triệu ạ. Rồi, như vậy là 44 triệu. Đây có thêm 5 triệu với 3 triệu Ái Phương nữa là 48 triệu. 48 triệu. Trời ơi, ngon lành luôn. Chưa đâu, còn chút xíu nữa, mình còn số lên nữa. Mời mọi người ai muốn lên thì lên, con số này nó sẽ lên nữa. Rồi mời anh. Cái tên là Trương Văn Tâm. Trương Văn Tâm. Dạ, anh tặng mấy triệu? 5 triệu. 5 triệu chia cho ba đứa đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn anh. 5 triệu sao khó chia quá ta. Anh cho xin thêm triệu nữa được không? Được. 6 đi anh ha. 6. Dễ chia. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, mấy nhỏ cảm ơn chú đi con. Rồi, cảm ơn anh, chia mỗi đứa 2 triệu. Anh ở đâu vậy? Thưa anh Quyền Linh, là tôi ở Đắk Lắk. Đắk Lắk xuống đây hả? Đắk. Trời đất ơi, cảm ơn Đắk Lắk nha. 2, 4, 6, 8, 9, 10 đó, 2 triệu con. Cho con. Đó, rồi tặng con luôn. Đó, chú đã tặng đó. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn anh nha. Dạ. Tôi cũng có gì thì cũng chúc cho mấy cháu cố gắng học vô á. Dạ. Để sau này giúp ông và giúp mẹ. Dạ, cảm ơn anh. Một tràng pháo tay cho Mạnh Thường Quân. À, chị gửi cho ba đứa cháu ha. Rồi, mời chị. 4 tờ. Dạ, cảm ơn cô. Chị tên gì chị? Chị Hồng hả? Trời ơi, hoa hồng hả? Tên đẹp quá. 2 triệu nữa cho gia đình của Lê. Nhà phân phối Tâm Đăng, Đắk Nông, anh Lê Văn Hùng. Nhà phân phối An Lộc Phát, Lâm Đồng, anh Nguyễn Đức An. Nhà phân phối Quang Vinh, Đắk Lắk, anh Trương Minh Tâm. Nhà phân phối Thuận Đồng Phát, Bình Thuận, anh Lê Anh Tuân. Nhà phân phối Hân Hưng, Ninh Thuận, anh Lý Bảo Trung. Cùng với đại lý ống nhựa Hoa Sen khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nhà phân phối Dũng Nga, Đắk Lắk, anh Đặng Quốc Dũng. Nhà phân phối Thịnh Bình Minh, Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Hậu.
Rồi bây giờ mời mọi người, bây giờ mình tặng quà của mình đi ạ. Trời ơi. Hả, ai chọn đó con? Cảm ơn cô. Rồi. Giống mặt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bây giờ là còn ai cho lên nữa nha. Nè, có cái chị kia, chị đẹp lắm. Người giống mặt gửi tặng cho Lê 2 triệu gửi con. Thưa quý vị, chúng ta vừa nhận những cơn mưa tình thương của tất cả mọi người. Đó là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Chia sẻ hạnh phúc là nhận lại hạnh phúc. Không điều gì quan trọng bằng tình yêu thương của mọi người hết. Cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng đó. Còn bây giờ, chúng ta sẽ theo chân đội thắng cuộc đến với vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.